Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 17 tháng 11 năm 2021 về việc bắt kẻ chủ mưu vụ lừa 170 người xuất khẩu lao động Hàn Quốc rồi bỏ rơi ở Đà Nẵng. Sau khi lừa được gần 3 tỷ đồng, hai kẻ chủ mưu bỏ trốn, liên tục thay đổi nơi ở tại nhiều tỉnh thành. Đến ngày 16 tháng 11 cả hai bị công an thành phố Đà Nẵng bắt khi đang trốn tại Hòa Bình và Hà Nội. Sáng 17 tháng 11, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã di lý hai đối tượng về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra. Gồm Vũ Đức Minh 1982 trú phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội và Đinh Hồng Quang 1979 trú xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Trước đó chiều 15 tháng 5, công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng nhận tin báo nhiều người tụ tập tại khách sạn Toàn Thắng số 172 đến 174 Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ An nên cử cán bộ kiểm tra, xác minh. Sau khi kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định khoảng 170 người trú tại nhiều tỉnh thành chủ yếu phía Bắc vừa vào Đà Nẵng với mục đích đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc bằng đường biển. Tuy nhiên, gần đến thời điểm khởi hành, hai đầu mối tổ chức chuyến đi là Phạm Doãn Tuấn và Lê Danh Cường bất ngờ lẩn tránh, cắt đứt liên lạc. Nhận định đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, công an thành phố Đà Nẵng chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra. Các bị hại cho biết Tuấn và Cường đã ký hợp đồng đưa người có nhu cầu sang Hàn Quốc lao động với giá mỗi trường hợp 10.000 đô la Mỹ. Hai đối tượng hẹn khách đến Hà Nội để trao đổi cụ thể việc xuất cảnh và thu mỗi người 5 triệu đồng là chi phí khám sức khỏe và xét nghiệm COVID-19. Ngày 13 tháng 5, người lao động phải tập trung tại khách sạn Toàn Thắng, sau đó được đưa xuống tàu biển để sang Hàn Quốc. Khi đi phải mang theo ngoại tệ để tiêu xài trên tàu. Tại khách sạn, hai đối tượng tiếp tục thu mỗi người 300 đô la Mỹ. Hẹn tối 15 tháng 5 đưa họ ra cảng Tiên Sa rồi khởi hành sang Hàn Quốc nhưng sau đó cắt đứt liên lạc. Kết quả điều tra cho thấy Phạm Doãn Tuấn tên thật là Vũ Đức Minh còn Lê Danh Cường chính là Đinh Hồng Quang. Khai nhận với cơ quan công an, Minh và Quang cho biết đã dùng chứng minh nhân dân giả, mở tài khoản giả nhằm che giấu nhân thân để thực hiện hành vi lừa đảo. Sau khi lừa được gần 3 tỷ đồng, hai đối tượng này bỏ trốn, liên tục thay đổi nơi ở tại nhiều tỉnh thành. Đến ngày 16 tháng 11 cả hai bị bắt khi đang trốn tại Hòa Bình và Hà Nội. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên. Mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19 theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin News247 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi. Hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.